Chào mừng các bạn đã quay trở lại với FVN5. Hôm vừa rồi, anh đã tình cờ xem được một video rất thú vị được đăng tải trên kênh Công Giáp Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi, một kênh YouTube của nhóm bạn trẻ trong team Quảng Linh. Anh rất thích thú và có thể nói là khoái chí khi xem video này các bạn ạ. Chắc hẳn là các bạn cũng đang tò mò muốn biết tại sao anh lại hứng khởi khi nói về video này đến vậy phải không? Đừng nôn nóng nha, anh sẽ chia sẻ nó với các bạn ngay bây giờ này. Chuyện là anh Công Giáp trong team Quảng Linh có làm cho nhân dân ở một bản làng khá xa xôi hẻo lánh tại Angola một cái giếng nước bơm tay rất sạch đẹp. Để cảm ơn vì sự giúp đỡ tận tình này của anh Công Giáp và nhóm bạn trẻ Việt Nam, các cán bộ huyện của nơi đó đã trực tiếp xuống trao tặng bằng khen cho nhóm ngay đúng dịp đầu xuân năm mới. Thật là một điều quá tuyệt vời phải không các bạn? Tất nhiên, đây không phải là lần đầu tiên team Quang Linh đào giếng hay lắp máy bơm cho người dân ở các bản làng xa xôi tại Angola. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên có sự xuất hiện của cán bộ địa phương ghi nhận sự giúp đỡ đáng quý của nhóm bạn trẻ Việt Nam đem nước sạch đến cho mảnh đất khô cằn này. Đáng nói ở chỗ, tấm bằng khen này không chỉ có ý nghĩa quan trọng, thể hiện tình cảm yêu thương của người Angola với người Việt Nam, mà còn là một cái tát thẳng vào mặt đám người Trung Quốc, chuyên nhận vợ bậy bạ hoặc dè bỉu chê bai người Việt Nam. Thế này thì đố Trung Quốc dám nhận vơ hay khinh rẻ những việc làm thiện nguyện của team Quang Linh và những người Việt Nam khác ở châu Phi như trước đây nữa nhé. Có thể bạn chưa biết, cách đây ít lâu, trên trang X-World, trang video lớn nhất của Trung Quốc có đăng tải một video với tiêu đề Cảnh quay thật, chuyên gia Việt Nam dạy anh em châu Phi lắp đặt bơm tay cổ đại của người Trung Quốc, xứng đáng là chuyên gia, thái độ rất ngoan ngoãn. Video này đã đạt hơn 1 triệu lượt xem. Nội dung video là hình ảnh một nhóm thanh niên Việt Nam đã giúp người dân châu Phi, cụ thể ở đây là người dân Angola, lắp đặt bơm nước và sử dụng nó. Mặc dù có nhắc tới là các chuyên gia Việt Nam giúp người dân châu Phi, nhưng người chỉnh sửa video này lại lồng vào những đoạn thuyết minh và điệu cười mang tính miệt thị, chê bai rằng người Việt Nam đem đến châu Phi loại bơm tay, cổ lỗ sĩ và thậm chí còn nhận luôn đó là phát minh của Trung Quốc từ nghìn năm trước rồi. Các bạn hãy nán lại cùng A xem dân Trung Quốc đã bình luận hả hê thế nào bên dưới video mỉa mai Việt Nam như vậy nhé. Thế mà người da đen nghĩ rằng Chúa đã cử người Việt Nam đến để giúp họ đấy. Tạ ơn Chúa. Đây là sự xuyên không đi từ xã hội hiện đại trở lại xã hội nguyên thủy. Đúng là người Việt Nam, người Trung Quốc thông minh hơn. Chuyên gia Việt Nam chỉ dạy được thế này thôi, ha ha. Ôi trời ơi, đọc bình luận nghĩ nó chán dã man luôn ý. Trước hết thì loại giếng nước này là phát minh của Ctesibius, một nhà phát minh và nhà toán học người Hy Lạp ở Alexandria, Ptolemaic, Ai Cập. Ctesibius đã thiết kế ra một trong những máy bơm lực đầu tiên là loại dùng sức người để tạo ra tia nước hoặc nâng nước từ giếng lên. Các ví dụ thực tế sau đó đã được tìm thấy tại nhiều địa điểm khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như ở Sinchester, Anh. Vậy mà Trung Quốc cũng nhận đấy là phát minh của họ được. Thật nực cười. Còn về lý do tại sao mà các chuyên gia Việt Nam hay cả team Quang Linh cũng chọn lắp đặt bơm tay chứ không phải bơm điện cho người dân Angola là bởi ở nhiều bản làng tại đây chưa được lắp đặt đường dây điện. Hoặc nếu có thì cũng rất yếu, chập chờn, không đảm bảo sử dụng thường xuyên được. Nếu dùng bơm tay như thế này thì người dân có thể chủ động lấy nước bất cứ lúc nào. Quá tiện lợi và phù hợp với hoàn cảnh của người dân bản địa luôn rồi. Dẫu sao thì chính quyền địa phương cũng đã vào cuộc công nhận sự hỗ trợ quý báu của team Quảng Linh, cũng là đại diện cho sự giúp đỡ của người Việt Nam đối với Angola rồi. Người Trung Quốc có nói xấu người Việt Nam thế nào đi chăng nữa, thì nhân dân Angola và bạn bè quốc tế đều thấy đó là hành động đáng cười mà thôi. Trong lúc trao bằng khen cho các bạn trẻ Việt Nam, đại diện chính quyền huyện luôn nhắc đi nhắc lại là cảm ơn tình cảm và sự giúp đỡ các bạn người Việt Nam đã đem nước sạch đến vùng đất xa xôi này. Nước sạch là nguồn tài nguyên quý giá nhất và cũng khan hiếm nhất ở lục địa đen. Nhìn những dòng nước trong mát lành chảy ra khi bơm nước, từ người dân đến các cán bộ đều nghẹn ngào xúc động và cảm ơn rối rít vì những gì mà người Việt Nam đã mang đến cho châu Phi khô cằn. Vậy mới thấy, cái mà chúng ta làm cho họ tuy là cái rất bình thường, chỉ là một chỗ bơm nước bằng tay có mái che. Nhưng với họ là cả một mối ân tình sâu nặng, khiến họ không bao giờ quên được. Cán bộ huyện còn dặn dò đi, dặn dò lại là mọi người phải dùng bơm thật cẩn thận, gìn giữ. Trẻ em cũng không nên nghịch phá vì cả chiếc bơm và nước sạch đều là món quà quý báu không gì sánh bằng ở đây.
xem lại các video trên những kênh YouTube của Quang Linh mới thấy, từ khi mới giúp đỡ người dân châu Phi, nhóm bạn trẻ trong team Quang Linh đã rất thấu hiểu cho nỗi khổ của người dân nơi đây và đặc biệt chú trọng vào vấn đề nước sạch rồi. Nhớ lại khoảng thời gian đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 xuất hiện ở Angola khiến Linh đắn đo mãi về chuyện có nên trở lại quê hương hay không. Cuối cùng anh chàng quyết định ở lại và thực hiện hành trình về thăm quê của những người bạn đồng hành, trong đó có anh bạn Lindo. Quê Lindo ở làng miền núi xa xôi Sanjala thuộc huyện Bailundo, tỉnh Huambo, một trong những địa phương nghèo nhất của Angola. Người dân nơi đây chưa bao giờ được dùng nước sạch bởi chi phí khoan giếng là quá khả năng với thu nhập của họ. Linh và nhóm bạn đồng hành quyết định bỏ tiền, thuê thợ ở Luanda, cách làng Sanjala khoảng 200 km đến khoan giếng tìm nước ngọt. Và chỉ sau vài giờ, giấc mơ có nước sạch lần đầu tiên trong đời đã thành hiện thực trong sự ngỡ ngàng của người bản xứ. Khoan giếng để lấy nước ngọt là công nghệ đã có từ lâu và không còn xa lạ với nhiều nơi trên thế giới. Tuy nhiên tại châu Phi, hầu hết người dân lại chưa thể tiếp cận được với công nghệ này bởi nó khá đắt đỏ. Việc lấy nước ngọt để sinh hoạt của họ cũng vì thế mà vô cùng khó khăn. Thế là team Quang Linh đã làm một dự án lớn giúp người dân tại nhiều vùng quê nghèo ở Angola có được giếng khoan để khai thác nước sạch. Với sự hợp sức của những người trẻ tuổi, bất chấp cái khắc nghiệt của thời tiết và khó khăn về vật chất, nhóm bạn trẻ này đã hoàn thành được cái giếng khoan trong kế hoạch của mình. Nhìn cảnh người dân Angola tròn mắt vui sướng đón dòng nước mát lạnh mà ắt cũng vui lây. Ở một vùng đất khô cằn đầy nắng gió như vậy thì còn gì quý giá hơn nước sạch nữa chứ? Không chỉ hỗ trợ người dân có nước sạch, Linh còn giúp đỡ những người bạn nghèo đã theo mình suốt chặng đường dài, xây nhà, lấy vợ, trồng trọt, chăn nuôi, ổn định cuộc sống. Sau một thời gian giúp đỡ, hỗ trợ người nghèo Angola bằng hiện vật như tặng gạo, tặng khẩu trang, tặng thực phẩm, nhóm của Quang Linh nhận thấy rõ không thể cứ cho mãi con cá mà phải giúp họ có được cái cần câu. Nông nghiệp Angola hiện rất kém phát triển, một phần vì điều kiện sản xuất, một phần vì thiếu kinh nghiệm, trình độ. Họ chủ yếu trồng ngô, gần như không biết trồng rau xanh, đất đai còn bị bỏ trống nhiều. Thậm chí cả cách chế biến rau thành món ăn mà họ cũng không biết. Khi lần đầu tiên được ăn thử rau muống xào, món rau quốc dân của người Việt, cả nhóm bạn của Quang Linh đều ngạc nhiên và tấm tắc khen ngon. Thế là nhóm bạn bắt đầu thử nghiệm trồng các loại rau Việt Nam ở châu Phi. Thật sự bất ngờ khi hiệu quả cây trồng rất tốt. Từ đó anh đưa ra những giải pháp nông nghiệp, hỗ trợ chi phí mua đất, phân đạm, giống cây và hướng dẫn cách thức canh tác cây trồng cho người dân. Với sự giúp đỡ của Quang Linh và những người bạn, người dân tại Angola lần đầu được ăn rau củ sạch do chính họ trồng, biết nuôi động vật sao cho năng suất, hiệu quả và khoa học. Những lứa dưa chuột, rau cải đầu tiên cũng được đưa ra chợ bán, thu lại một khoản tiền để tái trồng trọt. Cuộc sống dần được cải thiện, người dân ở đó cũng vui vẻ, hoạt bát hơn rất nhiều. Hiện nay, team châu Phi cùng người dân bản địa đã đưa được nước suối về để tưới rau. Hy vọng tiếp tục mở rộng mô hình trồng rau ra nhiều hộ dân, khu vực khác phù hợp trong vùng. Những video, hình ảnh mà Quang Linh đăng tải không chỉ khiến người xem cảm thấy ấm áp mà còn vô cùng tự hào, bởi hành động của Linh đã chứng minh được rằng dẫu đặt chân đến bất cứ nơi nào, người Việt Nam cũng có thể phủ xanh vùng đất đó, có sức người sỏi đá cũng thành cơm. Sau khi giúp người dân làm nông nghiệp, nhóm của Linh bắt đầu thực hiện một dự án còn vĩ đại hơn nữa, đó là hướng đến mục tiêu hỗ trợ cho 5.000 trẻ em Angola được đi học. Nếu nhóm tích được đủ kinh phí, sẽ giúp đỡ các em trong khoảng từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn nếu có thể. Linh nói, nhà nước Angola miễn phí tiền học cho trẻ, nhưng đồng phục, sách vở, tiền ăn thì gia đình phải tự lo. Mà đối với họ, tiền ăn phải kiếm hàng ngày, đâu dư giả để cho con đi học. Thậm chí, trường học ở vùng này xây từ năm 1987, cũ kỹ và đã hư hỏng quá nhiều. Nhà trường cũng chẳng có đủ kinh phí mua bàn ghế, cho nên học sinh đến trường phải tự vác ghế ở nhà đi. Nghe mà xót cả ruột. Nhóm bạn trẻ quyết định tạm dừng chuyện xây nhà để chuyển nhân lực sang sửa lại ngôi trường cũ. Tới nay, các phòng học được sửa sang khang trang, sạch sẽ. Sắp tới, nhóm sẽ chia nhau đến từng vùng lân cận, hỗ trợ thêm cặp sách, tập vở cho các em học sinh đến trường. Với những hành trình thiện nguyện đáng quý như thế, team Quang Linh xứng đáng nhận được tấm bằng khen của cán bộ huyện và cũng là niềm tự hào của người Việt Nam trên đất châu Phi. Nếu các bạn cũng yêu quý team Quang Linh giống như Ad,
thì đừng quên bấm đăng ký kênh YouTube của nhóm bạn trẻ này để ủng hộ cho họ nha. Tiện thể các bạn khán giả, nếu có dành tình thương mến cho Ad thì cũng đăng ký theo dõi kênh FV5 và bấm like video này luôn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và luôn đồng hành cùng Ad. Bây giờ thì Ad phải dừng video ở đây rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.